ấy, toàn là những cái nhân vật mà xài kiếm không à ấy. Và cái thằng này để mà ra được cái thằng này thôi tôi nói chắc bỏ đi, nghỉ nghỉ khỏe luôn đi chứ đánh đấm gì cầm này. 2000 years later. Phần mềm để mở để bấm để Oculus xuống nghe đó à. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Anime Artifact Simulator. Thì trong game này là mình sẽ đi sưu tập những cái kiếm của các nhân vật trong anime. Thì nói chung là trong này hiện tại là đang có 3 cái anime, đó là Demon Slayer, rồi Bleach, rồi Clip hay là One Piece. Thì hiện tại là mới có 3 cái anime đó thôi. Còn những anime khác thì chưa có ra. Đấy, thì bắt đầu vào, trước khi bắt đầu vào game á, thì game này hiện tại là nó có code, 3 cái code và một cái group require. Thì nếu như mà bạn nào join group á, thì sẽ nhận được 1.000 tiền. Đấy, còn bạn nào mà không join group thì thôi, mặc kệ không sao hết. Mình cứ nhập code thôi. Đấy, mọi người bấm vô đây, nhập code 100 like. Thì 100 like này nó sẽ cho, nói chung là 3 cái code này nó sẽ cho mình tiền. Thì code này cô nhập hết rồi nên là cô nhập cũng đâu có được quý quá gì đâu. Giờ cô share cho mọi người thôi. Đấy, Akifat, đấy, code thứ 2 nha. Rồi code thứ 3 thì nó ngắn gọn, xúc tích lắm. Sao, đấy, xong. Thì sau khi nhập 3 cái code này xong thì mọi người sẽ được 6.000. Cộng với group require 1.000 nữa là được 7.000. Thì 7.000 này là mọi người đủ để mà nâng cấp kiếm đồ lộn, đi sưu tập những cái kiếm của các nhân vật anime rồi. Nhưng mà hiện tại thì đầu tiên vô thì mọi người chỉ qua được cái vùng hòn đảo của Demon Slayer thôi. Đấy. Đây. Đó. Thì ở đây á là trong mọi cái chuyện á là nó sẽ có cái nhân vật phản diện đúng không? Đấy, thì những cái thằng ở đây nè, đó đều là phản diện hết nha, chứ không có nhân vật anime nào tốt ở trong này đâu. Có nghĩa là mình chém là mình chỉ chém những cái thằng nào phản diện thôi. Đấy. Rồi, thì hiện tại là bên này thì mọi người nhận được 7.000 rồi đúng không? 7.000 rồi thì mọi người cứ vô đây. Đây, đây là cái chỗ mà để sưu tập những cái kiếm nè. Đó. Nhưng mà nó lại có một cái rất là bực bội. Tại sao nó lại làm ra cái kiểu yêu như thế này là mọi người, khi mà mọi người mở được đây Demon Slayer nè, đó, khi mọi người mở được cái nào, ví dụ như đây là hai cái kiếm common nè, còn đây là cái kiếm rare nè, ở đâu epic đây là rare nè, đó, thì nói chung là mọi người mở được cái kiếm nào thì nó sẽ tăng lên 1 sao, hả, nói chung là tăng lên 5 sao là mọi người sẽ không được nhận thêm dam của cái cây kiếm đó nữa. Nè, bây giờ mọi người thử nghĩ là hai cái kiếm common và một cái kiếm epic đây, hai cái kiếm common và một kiếm rare chứ chưa được kiếm epic luôn, kiếm rare đó. Và bây giờ là tôi mà mở được 3 trong 3 cái này á là coi như là tôi không được tăng dam mà tôi chỉ được giảm, tôi chỉ được nhận lại 10% của 300 tiền thôi. À, còn mọi người coi mở nè. À, cái kiếm epic là cái kiếm là tôi chưa được mở. Đây cho mọi người coi nè, kiếm epic là kiếm mới hoàn toàn nha. Ta hàm kiếm mới 1 sao thôi. Bây giờ tôi mà mở epic liên tục, tôi lên được 5 sao là coi như là tôi khỏi nhận dam của epic nữa. đây tôi bấm lại nữa nè. Đó. Đây kiếm thường nha mọi người. Đây kiếm này đã được 5 sao rồi. Thì 10% của cái kiếm đó sẽ được trả lại cho mình. Nó bởi vậy muốn lên. Tôi nói là bởi vì game, trong game này mọi người cố gắng lên 3 cái kiếm đầu 5 sao thôi là được rồi. Còn mấy kiếm sau là thôi đừng mơ tưởng. Thầy Epic Legend với lại Mythical đúng không? Mythical đúng không? Ơi chết rồi, tự nhiên tôi bấm mua chi trời khổ đi chứ. Bởi vì mua. Bởi vậy mọi người cố gắng lên 3 cái kiếm đầu thôi nha. Đấy, Mythical rồi Legendary với Epic mọi người dục bỏ đi chứ. Khó lên lắm, hao tiền. Tại vì tôi cũng cố gắng, tôi bỏ ra 3.000. Tôi để dành 3.000, 4.000. Tôi lại đó tôi mở. Mà trong khi đó là tôi full 3 cái này 5 sao hết nè. Đấy. Mà nó không ra bất cứ cái kiếm gì ở phía đằng sau này. Nó chỉ ra cái kiếm của 3 cái ông quỷ này thôi. Tôi đâu nhận được dam đâu. À, có nghĩa là khi mà nhân vật này mà lên được 5 sao là coi như là cái kiếm đó mà tôi mà mở ra được nữa thì tôi chỉ được nhận 10% tiền hoàn trả thôi. Chứ không được tăng đam nữa. Mọi người thấy nó có ghét không cơ chứ. Thiệt. Tôi chơi game này có gì ức chế mỗi cái vụ đó thôi. Đấy. Rồi. Thì ở đây á, là khu vực, đây là cái hòn đảo Demon Slayer. Thì tôi chỉ cần tôi đi đánh rồi đó. Thì game này là game dành cho auto click. Game này được sinh ra là dành cho auto click nha mọi người. Đấy. Tôi nói trước một câu, game này là sinh ra là dành cho auto click. Và game này chỉ cần mọi người treo máy cỡ chừng khoảng 5 tiếng thôi. Game này cô treo được 5 tiếng rồi. 5 tiếng thôi thì mọi người sẽ qua được cái map thứ 3. À, đơn giản thế thôi. À, cứ 5 tiếng thì mọi người cố gắng vô. Đây,
mọi người cứ mỏi map nha, mỏi map cố gắng mọi người nâng full 5 cái thằng này là map đầu mà nâng full 5 cái thằng này là được khoảng 30 mấy dam. 30 mấy dam thì mọi người cứ treo đây 8.000 nè, đó cứ treo. Treo quánh thấy bà đó luôn hả? Treo xong đi ăn cơm này nọ xong rồi khoảng chừng 2 tiếng sau cái tôi lên. Hả? Tôi lên được tôi đủ tiền. Lên là dư 2 tiếng sau là quá dư dư tiền nó qua được cái blitz rồi. Đây blitz đây. Đấy. Đó, bấm blitz. Quá. Ôi trời ơi. Cứ mỗi lần qua map mới là phải mua hả? Đúng không? Đâu đâu nhất thiết phải mua. Quê, nếu như mà kêu bắt tôi mua như thế này thì chắc chết tôi quá. Thì cần chỉ có đang có 700 mấy tiền thôi đó. Rồi, đây. Như mọi người thấy bên này. Bên này là cái map thứ hai nè. Đó, map thứ hai là map Blitz đấy. Tôi cũng full 3 cái. Hai cái combo và một cái gì đó, cái rare đúng không? À cái rare đúng rồi. Đấy, tôi cũng full được cái này. Và may mắn là mở được Epic 2 lần đấy, lên là lên được 2 sao. Nó khổ vậy đó. Nó khổ lắm. Đấy, map thứ ba là map One Piece, tôi chưa có qua nè. Để chút nữa tôi qua cho mọi người coi. Đó, đây. Đấy đâu 5 sao thấy không? Khổ. Bây giờ mấy cái này tôi full 5 sao hết rồi, tôi mở cũng không có được cái quá gì đâu. Mở chỉ tổ tốn tiền thôi. Âu, lên được Epic luôn. Trời ơi, hên thế. May mắn lắm mới được lên Epic nha mọi người. Thật sự không phải lên Epic là dễ đâu. May mắn lắm. Bây giờ Epic tôi 3 sao rồi nè. Nè à, Epic lên 3 sao hả ha, mọi người thấy không? Epic lên 3 sao nè, giờ làm ăn gì được nữa. Thì cái số này, cái số 4 x 5 này á, 4 là dam nha mọi người. 4 là dam, có nghĩa là khi mọi người mở được một cái là 4 dam. Nhưng mà nếu như mà lên 5 sao rồi thì nói chung là cái vũ khí này khi tôi mở được tối đa thì tôi chỉ nhận được có 20 dam thôi. À, thêm bên này là cũng 20 dam. Bên này là lên là 25 dam. À, bên này thì 8 x 3 lên là 8 x 3 24. À, lên hiện tại mới được 24 thôi. Thì tôi thêm được 2 cây nữa thì nó cứ nhân lên thôi. Đấy. À, cái dấu này là dấu nhân nè. À, dấu này là dấu nhân nè. À, rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ đi qua tiếp. Đây thì cũng chỉ là những cái nhân vật phản diện trong cái bộ anime Blitz. À. Đây cũng 8.000. À, cứ mọi người cứ qua đi cứ che máy 8.000, che máy 8.000 đi. Dư xăng rồi, đúng không? Rồi. Rồi. Không, ngoài việc có cái thằng 8.000 này ra thì ở đây cũng có thằng 20-30.000 gì đó. 20.000, 30.000. 30.000, 20.000. Bao nhiêu ta? 20.000, 30.000. Không, quên rồi. Quên rồi, thôi đi qua đây cho mọi người coi đi. Nhưng mà mọi người hạn chế cho em ở đây nha. Hạn chế che máy đây, mặc dù biết là nó nhiều tiền thiệt đó. À 30.000. Đó, 30.000 đánh xong thì mình sẽ được nhận 20.000 tiền. Đấy. Nhưng mà mọi người hạn chế treo nha, tại vì mọi người treo đây á thì mấy cái con quái vật này nó cũng khốn nạn lắm. Có điều là sau khi mọi người giết xong cái nó xì bo ra, mà nó xì bo ra mọi người đang treo máy ở đây nè đúng không? Nó xì bo ra cái nó dắt té đứng sau lưng mọi người cái mọi người khỏi đánh luôn. Bất lực luôn. Thầy, tôi nói là bất lực luôn á thầy. Cay lắm. Game này có khá còn khá là nhiều lỗi rất là khó chịu hả? À. Rồi. À bây giờ tôi sẽ đi qua cái map thứ ba dòng người. Wow! Tàu Sunny kìa đúng không? Ờ à, đúng rồi, tàu Sunny, đúng rồi. Trời ơi. Bỏ One Piece lâu lắm rồi, chưa có coi lại. Tôi coi lúc tôi coi là tập 900 mấy, tôi thấy nó ra lâu quá nên tôi không coi nữa. Tôi tạm thời tôi bỏ. Trời ơi. Tôi nhớ là tôi mua cái này rồi đó mọi người, bây giờ nó kêu nó bắt tôi mua nữa, khốn nạn không chứ. Có nghĩa là khi mọi người thoát ra rồi thì nó sẽ mất trắng nha mọi người. Khi mọi người thoát ra là nó sẽ bị mất trắng. Tôi không biết là có phải tôi bị hay không, hay là mọi người thử xem coi. Tại sao rõ ràng là tôi đã mua cái này rồi. Lúc mà tôi cày là tôi đã mua rồi mà không hiểu tại sao bây giờ nó bắt tôi mua nữa. Không nạn vừa thôi chứ. Thiệt, cái game gì không nạn vừa thôi chứ. Ủa? Trời ơi. Đấy, bên này thấy không? Toàn phản diện nè, Rockodile nè. Rồi Blackbeard nè. Này à, rồi Doflamingo. Nó để kênh thiệt luôn hả ta? Nó để kênh này không sợ bị dính bản quyền thiệt. nó để mấy kênh này sợ không bị dính bản quyền hay sao ấy. Đấy, đấy. Doflamingo bên này máu 4.000. Ôi, Kaidu máu 46k. Wow. Kinh đấy. À, thanh niên này cũng đang che máy nè mọi người. Thanh niên này đang che máy nè. Đó, che máy lên. Đấy, cứ che máy lên là ngon thôi. Bên này thì có tiền không ta? Uầy! Chó đỏ! Uầy! Nhìn đấy! Chó đỏ! À, mọi người thấy không?
Tôi nhớ ổng cũng không hẳn là phản diện đâu, nhưng mà cứ quăng ổng vô đây thì nói chung là thấy nó cũng hơi kỳ đấy. Next map under construction có nghĩa là chưa ra, từ từ nó mới ra. Thì tôi không biết là cái anime tiếp theo của nó mở ra trên cái này là cái quái gì đấy. Đây, chó đỏ cho mọi người coi, chó đỏ. Quê, máu 100 ngàn luôn hả? Cái gì mà kinh thế? Máu 100 ngàn biết quýnh chừng nào? Ôi ôi, chó đỏ nó thông đồng với hai thằng râu đen này, có chịu nổi không chứ? À. Ôi ôi, nó đứng nó chơi như thế này thì thôi chứ làm ăn gì? Khổ. Thôi, bây giờ tôi sẽ đi mở cái gì vậy ta? Đi sưu tập kiếm đi, đúng rồi. Có nghĩa là cứ mỗi kiếm á là nó sẽ cái kiếm này là kiếm của nhân vật chính nha mọi người, nhân vật tốt ấy, gọi là không phải là nhân vật phản diện mà là nhân vật tốt ấy. À, thì bên One Piece này thì sẽ có khá là nhiều nhân vật. Nói chung là Bleach với lại Demon Slayer thì tôi không có coi anime của hai cái chuyện này nên là tôi không có biết những cái nhân vật này nhiều. Nói chung là về One Piece thì tôi biết đây đó ấy, toàn là những cái nhân vật mà xài kiếm không à ấy. Và cái thằng này, để mà ra được cái thằng này thôi, tôi nói chắc bỏ đi, nghỉ khỏe luôn đi, chứ đánh đấm gì cầm này. À, rồi. Vô nha, mở. Mở nha. Đấy. Rồi. Một cái cây, cội cộng 8 đạp. Đây, cây này nè mọi người. Cây này là của thằng nào quên rồi ta. À, rồi, ok, nhớ rồi. Rồi, tiếp luôn. Cây re, ngon. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở hết 5 sao. Nói chung là bây giờ tiền tôi đang có nên là tôi sẽ mở hết 5 sao để tôi lên đam. Đúng không? Tôi phải lên đam chứ. Đấy, tôi sẽ mở hết. Mà không hiểu sao mấy thanh niên kia mở đâu ra cái đam mà lên tới 545. Tôi thề là mấy thanh niên này chắc cũng phải cày kinh lắm và mở phải, và phải nói là bấm sử dụng phần mềm để mở để bấm để ông Oculus phía me đó. À. Cái gì? Tôi mới vừa mới được cái gì đó, tôi mới được cái gì đó, cái trời ơi, cái gì vậy, cái gì, 0.5%, wow, nani, kiếm của Mihawk, quá. Trời ơi, hên vãi đáy. Trời ơi, cái kiếm của Mihawk. Ôi my god. Trời ơi, ngon vãi chưởng, mọi người thấy chưa? Trời ơi, trời đất, trời phù hộ tôi rồi. Cho tôi một cái kiếm của Mihawk. Trời ơi, quá hên. Hey. Phải nói là cười quá hên. Thề luôn. Yeah. Ôi, không uổng công tôi vì nó sao. Không uổng công mong chờ. À, epic. Không, thật sự ra tôi cũng không mong chờ là tôi lên được cái cây kiếm đó đâu nha mọi người. Thề, rồi, nói chung cây kiếm này được 5 sao nên là tôi sẽ sau này là tôi mở thì tôi cũng không được nhận cái gì đâu. Mà sao mới cứ ra cái này hoài vậy? Ra cây kiếm khác đi. Đúng rồi. Ấy, epic cũng được. Rare cũng được. Mythical cũng được. Hồi nãy tôi ra là tôi ra được những cây kiếm đó là kiếm gì quên rồi ta. Kiếm gì quên rồi, kiếm gì? Ồ, nó thông báo trên này mà đâu mất tiêu rồi. Ơ kìa. À, special Mihawk shop. Vậy có phải là mythical không ta? Tôi nghĩ chắc đó là mythical đấy chứ, đúng không? Rồi hết tiền luôn mọi người ơi. À, lên được 316 đam. Bây giờ đam tôi là đam thứ 2 server. À, trời ơi, chém bao sướng đây. Ờ, thanh niên này nói đúng nè, Kia Without Vami là lucky rồi. Hợp lý. Quá hợp lý luôn, tội thề. Đấy, chém liền. Thì chém mấy cái thằng mà máu 2.000 này là tôi được 1.003 tiền. À, ví dụ như nhưng mà chém cái thằng máu 4.000 Duff Flamingo thì được bao nhiêu nha. À, chém thử nha. Đấy, và đây là bài những nhân vật phản diện trong mỗi anime không à. Đấy, rồi, cứ chém thôi. 316. À, có nghĩa là cái đam 316 này là cái đam đầu. Còn cái đam thứ hai thường là đam Grit thì nó sẽ cao hơn.
Đấy. Ủa, hồi nãy được nhận bao nhiêu tiền tôi quên coi rồi. Ơ kìa. Quên coi rồi. Trời ơi. Nhưng mà game này bất lợi quá mọi người ơi. Bất lợi quá. Tức là tôi nhớ là tôi mua cái hòn đảo trong lúc quá trình tôi cày. Tôi đã mua cái hòn đảo One Piece này rồi. Mà sao tự nhiên bây giờ bắt tôi mua lại? Có nghĩa là trong mọi người thoát ra rồi, mọi người vô lại thì mọi người vẫn phải mua lại cái hòn đảo đó à. Game này nó lỗi tới mức đó luôn à. Bẩn thế. Chơi bẩn thế đúng không? Hay gọi là chơi quá bẩn rồi. Tôi không tin luôn á là tại sao lại bị như vậy. Không biết là có mọi người có bị không hay là một mình tôi bị. Tại vì tôi cày là tôi cày trong server VIP. Là tôi mua là tôi mua trong server VIP luôn. Có thể là server VIP và server thường nó khác nhau nha. Chắc vậy quá. Chắc vậy quá. Thôi mặc kệ đó đi. À, nói chung là khi mà vô lại server VIP thì đừng bắt tôi mua lại là được rồi. Đấy, cây đu. Quất trời, cây đu đẹp mọi người. Trời, cây đu trong này làm chất nha. Chất đấy, hơi bị chất đấy. Trời ơi. Tôi được cái kiếm Mihawk là tôi phải nói là tôi mừng hét lớn luôn á chứ. Thề. Đâu phải dễ dàng gì mà được cái kiếm Mihawk này. Trời, ba thằng nó quất máu 46.000 thì đánh đấm gì cầm này nữa. À, để coi được lên được bao nhiêu tiền. Trời, 6.000 mấy. Ngon. Trời ơi, quá trời ngon. Để coi được cái kiếm nào là 5 sao rồi cả. Đây, hàng này 5 sao nè. Bây giờ tôi mà mở được hàng này nữa thì thôi tôi nghỉ chơi. À, nãy giờ là được cộng. Qua cái map này á là tôi được cộng 40, 30. 14 x 3 là nhiều nhờ, 42 đúng không? À, 42. Rồi cộng thêm 36 nữa. Trời ơi, tôi thích là tôi thích cái 36. Cái đi chít rau đen thôi, cứ để ra đi. Đấy, giờ tôi cứ để dành tiền là tôi mua thôi. Giờ tôi để dành tiền là tôi mua đấy, lên được 5 sao này thôi chứ đánh đấm gì nữa thầy. Ôi, cái này cũng được 5 sao nữa rồi thì thôi chứ. Ấy mọi người muốn không muốn lên full, muốn lên full đâu phải dễ đâu. Giờ tôi muốn lên full hang này nữa. Mua rồi nha, rõ ràng là mua rồi đó mà không hiểu tại sao. Rồi thì ok. Đấy thì hiện tại là game này á là cái nói chung là về cái cách cày á thì hai cái bắt đầu thì mọi người cố gắng lên ba cái thằng này 5 sao là được rồi. Nói chung là đừng ham hố mở, nó cho thì mình mừng, còn nó không cho thì thôi. Đấy nên nói chung là cố gắng 3 sao năm ba thằng đầu thôi. Đấy, còn qua thằng One Piece thì thằng cuối cùng nó chưa ra map mới thì mọi người cứ có nhiều tiền cứ đập thôi. Ở may mắn nhiều khi ra được cái như tôi sao? Ra như tôi là quá hên luôn á thề. Đấy, kiếm của Mihawk này đâu phải đùa. Này kiếm của Mihawk này cho mọi người coi. À, chuẩn chưa? Chết chưa, một phát một chết ngay. Đam tôi 316 rồi chứ đâu phải đùa nữa. Rồi thì ok, thì Kea sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bao lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye mọi người.